Dạ xin chào cả nhà. Thì hôm nay là mình sẽ hướng dẫn về thay cái màn hình của Oppo F5. Thì trên đây chúng ta nhìn thấy là máy là cũng đang bị bể về màn hình nè. Màn hình coi như là bể nát hết trơn rồi. Đó, bây giờ nhiệm vụ chúng ta là chúng ta sẽ thay cái màn hình này. Và thay thì nó cũng khá đơn giản thôi. Mặc dù chúng ta nhìn thấy là nó bể gần như là thấy nát bấy luôn rồi. Nhưng mà khi mà chúng ta thay lên giá tiền nó lên khoảng chừng vài trăm ngàn rồi. Có chúng ta thì bỏ vô khoảng chừng 650-700 gì thôi. 650. Thì đây là đang giá là 650 ha. Thì giờ đây là cái cách để mà chúng ta thay cái màn hình này á. Thì đầu tiên là chúng ta tháo cái vỏ này ra trước. Tháo cây sim. Tháo cây sim ha. Rồi xong rồi tháo vỏ. Thì cây sim mà chúng ta sẽ tháo ra. Đây. Bây giờ sau khi tháo ra xong nó sẽ có là bỏ cái sim ra rồi ha. Tháo vỏ thì các bạn sẽ mở ra. Đơn giản lắm. Thấy không? Đây chúng ta mở ra nè. Đó. Chúng ta mở cái vỏ này ra nha. Và dưới cái vỏ này thì chúng ta nhìn thấy đây, dưới đây nè, nó sẽ có vân tay. Thì vân tay này nếu chúng ta tháo thì chúng ta khéo, chúng ta đừng nhấc ra. Nếu như chúng ta nhấc ra mà xa quá thì sẽ đứt dây vân tay ha. Do đây là vỏ nhựa nên nó cũng dẻo. Xài cái vỏ của Oppo F5 này thì giá tiền chi phí mà thay nó cũng khá là rẻ. Đây. Bây giờ sẽ đó, chúng ta nhấc ra. Và sau khi nhấc ra xong chúng ta nhấc lên vừa thôi. Chúng ta nhấc lên vừa đấy nha. Đây ạ. Đó. Thì dưới đây là sẽ có một scap và chúng ta sẽ tháo cái socket mà giữ scap ra. Thì các bạn có thể lấy một cái cây nhíp mà nhíp dẹp ha. Đây. Đây là cái nhíp dẹp nè. Chúng ta sẽ mở ra. Và đây. Đây socket đã ra rồi nè. Và chúng ta tháo rồi socket của cảm ứng nè. Và đây các bạn. Thì về đây là socket của cảm ứng nè. Đây cảm biến vân tay nè. Nó chỉ là socket ghim thẳng, chúng ta đè xuống là được. Rồi. Bây giờ trên đây là chúng ta sẽ nhìn thấy nè. Hiện tại nè. Cái vị trí này socket của gì đây? Của cảm biến nè. Rồi vị trí đây là socket của là bên màn hình. Vị trí đây là socket của là cái dưới chân sạc nè, để sạc. Và cái này về pin. Pin thì chúng ta cũng tháo ra luôn. Tháo socket pin này ra. Đó. Nhấc ra ha. Để cắt liên nguồn pin ra. Rồi sau đó chúng ta thử trên đây á. Chúng ta sẽ tháo cái pin này ra. Nếu tháo cái pin này ra thì chúng ta sẽ mở ra như thế này. Và khi đó là chúng ta sẽ đây, các bạn sẽ tháo này ra. Và lúc này là chúng ta sẽ để cái siêu này nè, cho nó lòn qua đây. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ mở ra nha. Đây là băng keo. Thì lúc này chúng ta đã lột cái miếng này ra rồi. Chúng ta chỉ cầm miếng này nè. Chúng ta nhấc lên. Nhấn mạnh lên. Nó từ từ, nó xé từ từ. Đó, cứ để từ từ, nó xé lên từ từ nha. Là cục pin chúng ta đó đó. Đây là dưới cục pin. Rồi, cục pin chúng ta để qua một bên. Thì lúc này chúng ta sẽ xé cái sáp kết màn hình lên nè. Ừ. Nhấn sự khác rồi ra. Dạ. Và dưới đây là socket của màn hình chúng ta tháo ra. Tháo ra. Thì lúc này là dưới màn hình đây. Dưới màn hình là chúng ta sẽ có về, chúng ta đã cắt liên nguồn pin ra rồi. Thì chúng ta sẽ khò nóng và chúng ta mở này ra. Đây, chúng ta sẽ khò ha. Khò cho nóng đi. Các bạn sẽ khò xung quanh cho nó nóng. Cái màn hình này bị bể rồi.
thì thực tế là chúng ta chỉ tháo ra, chúng ta lột ra và chúng ta thay màn hình khác thôi. Màn hình đây là màn hình Oppo F5 ha. Những cái dòng Oppo này chúng ta thay thế và chúng ta tháo thì cũng khá là dễ, cực kỳ dễ. Rồi sau khi mà chúng ta đã khò nóng ra rồi đó, chúng ta sẽ tắt keo. Tắt keo thì các bạn có thể dùng một cái dao lam hoặc dùng cái vạch mỏng á, chúng ta tắt. Đây nó chạy chạy theo đường pin nè, đó đây nữa. Đây ha, cẩn thận đứt tay. Rồi dưới đây là cái cáp, phải nó bể rồi nè. Bây giờ chúng ta lột ra. Lột ra nếu mà vướng á, chúng ta có thể là lấy cái siêu này nè, vô cắt. Các bạn sẽ lột ra. Đây thực sự là màn hình đã hư rồi, chúng ta tháo ra dễ dàng lắm. Rồi bây giờ đây là chúng ta tháo ra rồi cái màn hình nè. Thì màn hình đây là màn hình 7. Màn hình 7 nha. Thì chúng ta sẽ thay thế. Thay thế ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ vệ sinh sạch keo ở đây đi. Vệ sinh đồng bộ sạch keo ở đây đi. Keo. Rồi bây giờ nè, chúng ta vệ sinh sạch keo dưới đây đi. Đó, keo á, các bạn sẽ vệ sinh đi, thấy sạch keo, thật sạch keo nha. Đó, cặp bên viền này chúng ta đẩy cho nó sạch keo. Cái dơ đây cũng thấy nè, chúng ta tẩy cho nó sạch hết đi. Rồi giờ đây keo này nó ra. Rồi sau khi mà chúng ta đẩy là keo rồi á, các bạn nhìn thấy trên camera đừng cho nó dơ, đừng có bụi. Chúng ta vệ sinh cái màn loa đi. Đây là cái màn hình của Oppo F5 ha. Đây là mình đang có một cái màn hình mới. Mình mới đây. Mới 100%. Màn hình nguyên siêu. Nó đang còn nguyên siêu nè các bạn. Thì lúc này ở đây là mình sẽ gắn vào nè, để hờ vô đây. Chứ gắn vô thử. Để lát chúng ta test. Thì đây mình sẽ gắn vào trên socket nè. Đây mà các bạn xem nè. Ở đây là socket đây. Đó, chúng ta sẽ nhấn vô. Nhấn vào ha. Các bạn sẽ giữ trên men nè. Đó, nhấn vô. Thì lúc này là trên màn hình này chúng ta để cho nó khéo, đừng để sọc sạch. Và lúc này nữa chúng ta sẽ tháo ra là để nè, trên keo siêu nè. Giữ im cho nó. Và chúng ta là ghim pin vô. Đây thưa các bạn. Đó. Thì hiện tại là chúng ta sẽ gắn pin vô. Các bạn gắn pin vào nha. Pin và chúng ta gắn vào nè. Đây socket về pin. Rồi lúc này chúng ta sẽ bật nút nguồn lên, chúng ta test thử. Chúng ta test thử cảm ứng cho nó lên được không. Giờ đây, đây là cái màn hình của Oppo F5 đang lên này nè. Đây thưa các bạn. Và đây là màn hình hư.
và đây là cái vỏ, cái vỏ của Oppo F5 đó, vỏ nè, Oppo F5. Thì bây giờ đang đây trong quá trình khởi động, thì lúc mà khởi động lên thì chúng ta có thể chúng ta test thử mic coi nó lên được không, xài được không. Chúng ta test loa, test cảm ứng, test về những linh kiện trên đây ha. Dạ đây, thưa các bạn, đây bây giờ nó đang lên rồi nè, nhấn nút nguồn nè, đó, máy nó lên rồi. Thì lúc này chúng ta vô thử nè, chúng ta test thử coi. Bây giờ chúng ta vô truy cập web đi. Nó giữ trên cái nút home coi, một cái nút tính này. Nút rê coi. Dạ đây các bạn, đó, rê là bình thường. Bây giờ chúng ta test thử camera nha. Cho đây nút nguồn không có đó. Chúng ta test thử camera. Thì camera đây các bạn sẽ thử nè. À, camera cũng khá là sắc nét ha. Rồi camera trước. Đây chúng ta lột cái miếng này ra. Dạ rồi, cũng khá là được. Rồi, sau khi mà cảm ứng được, camera được, wifi cũng ok nè. Wifi. Đó, cũng được. Thì lúc này các bạn sẽ thử test về chúng ta mở về trên đây, chúng ta thử coi test về nhạc đi ha. Thế rồi là mic có nghe được không? Alo, 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 1 2 3 4 1 2 4. Rồi, rồi bây giờ chúng ta sẽ thử nè, mở lên coi nè. Đây là màn hình đang được rồi. Cái loa này chúng ta phải gắn ghim trên đây, socket của cáp, cáp màn hình. Chúng ta mở loa lớn lên. Đó, thì đây là loa cũng đang được luôn nè. Thì quá trình test mà nếu như chúng ta đã thấy được rồi á, chúng ta có thể tắt máy đi. Cái máy đi ha. Đó, chúng ta cầm đây nè, nó kêu là chuột xuống nè, tắt cột. Rồi, thì đây là chúng ta đã tắt được máy, chúng ta test được máy rồi. Các bạn sẽ lột ra, được chưa? Và lúc thế này là chúng ta đã tháo cái cáp màn hình, tắt cáp nguồn, chúng ta tháo cáp của gì đây trên màn hình ra. Và lúc này chúng ta sẽ vô keo. Đây thưa các bạn, chúng ta tháo lại nha. Chúng ta sẽ vào keo, vào keo màn hình. Keo màn hình chúng ta vô keo làm sao, vô làm sao cho nó hợp lý. Thì đây là mình sẽ có một cái chai keo, keo chuyên màn hình nha. Đó, đối với màn hình này thì chúng ta đang thay là giá là 650 à. Dạ đây, đây là chúng ta vô keo nè. Chúng ta cặp bên hông rồi nè.
nên có keo cũ thì chúng ta có thể lọt ra bỏ đi. Rồi lúc này các bạn sẽ vào keo đây, nhà đây cặp bên hông này cũng đây cũng chạy keo nè. Rồi đây là keo chúng ta đã vào rồi, định vị hết rồi. Bây giờ nhiệm vụ là chúng ta sẽ gắn vào nè, và trên camera chúng ta cũng đặt đúng khít cho nó thôi. Đấy nha, đây các bạn đó, chúng ta đặt cho nó khít thôi nè. Và lúc này socket rồi, socket trên màn hình nữa, chúng ta cầm cho nhấn cho đúng. Thì lúc này các bạn sẽ đặt vào trên vị trí và socket đây, đặt xuống bề êm, chúng ta đặt gắn cái cáp màn hình vô nè, đó. Rồi ở đây là chúng ta đã có được là vô trên socket màn hình rồi. Và tới pin, pin ha, đó pin chúng ta cũng đặt vào. Và lúc này chúng ta sẽ gắn cái gì đây, đúng lòng nó qua đây, chứ gắn cái siêu pin cho nó chắc lại. Còn nếu mà nó không có chia, cảm thấy không có dính mấy á, các bạn có thể lấy một cái keo tra thêm cho nó, cho nó dính cho nó chắc cái siêu, cho nó giữ pin lại của mình cho nó chắc bài bản. Rồi thì đây là siêu pin và keo là cũng đã có được rồi nè, đó dính được rồi. Và là ở đây thì chúng ta nhìn thấy đây là socket về pin, nó có một cái socket pin nữa, bây giờ máy này đang thiếu rồi, có nó cũng được, không có thì nó cũng không sao. Rồi đây là mình sẽ gắn vào nè, các bạn nhìn thấy chúng ta mở lên trước đi, à chưa gắn pin, để sẵn đây là mình ráp nó vô luôn đi. Đây ha, cho ráp vô chúng ta test thử, chứ để ngồi lát nó đang có điện rồi gắn vô không nên. Chúng ta gắn dây cảm ứng vô nè, đó đây là dây cảm biến nè, cảm ứng màn hình. Thì lúc này chúng ta sẽ sập lại cái nắp này, là cái nắp của cảm biến màn hình, là cái vân tay á, cảm ứng vân tay á giữ lại, và socket pin chúng ta cũng ghim vô luôn đây ha. Rồi trên socket pin là chúng ta đã ghim lại rồi, và lúc này chúng ta giữ lại cái siêu nè, chúng ta đóng nắp lại. Thì đóng nắp lại thì các bạn sẽ nhìn thấy nè, chúng ta đặt sát vô gì nè, đặt lên đây được chưa. Và lúc này là chúng ta nhìn thấy là chúng ta sẽ bật cái nguồn lên nè, dạ đây, đây là màn hình đã lên rồi. Thì giờ mình sẽ ráp vô ha, đây thưa các bạn, bây giờ mình sẽ ráp vô nè, đó đó, coi như là quá trình thay màn hình nè đã xong nè. Chúng ta thử lại ha, cho nó đang khởi động đây. Có ai gặp tới hay sao đây? Không buồn, không buồn. Giờ đây các bạn, nó đang khởi động rồi, bây giờ nó lên được rồi nè. Đó thì đây là quá trình về thay màn hình của Oppo F5 nè. Một cái Oppo nè, chúng ta nhìn thấy màn hình 7 nè, từ màn hình 7, và sau đó chúng ta thay được màn hình mới. Thì cái công đoạn mà chúng ta thay cũng khá là dễ đúng không, thực sự là không khó. Và sau khi thay xong chúng ta nên, chúng ta nên để buộc lại,
Cái này làm bằng phương pháp là coi như là mình chia sẻ nó có những cái mình làm bao nhiêu rồi sau thời gian không có cắt thì nó có thể là anh em khi chúng ta làm chúng ta dễ dàng hơn đó. Đây ha, đây là quá trình thay về màn hình của Oppo F5 ha, là coi như đã xong. Cảm ơn các bạn rất nhiều ạ. Các bạn thấy trong quá trình đây clip của mình đang làm á, các bạn xem coi có những cái gì thắc mắc các bạn có thể là comment ở dưới. Thì ở đây bên mình là chuyên nhận về thay về màn hình ha. Thì màn hình của Oppo F5 ở đây. Đó, sau khi thay xong. Chúng ta thấy hay chúng ta subscribe ha. Tặng cho mình subscribe. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Đây, địa chỉ đây. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Hẹn gặp lại chúng ta ở những clip tiếp theo ạ. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.